Những cây vải này tôi trồng cũng được 2 năm rưỡi 3 năm thôi các bạn. Cũng gần 3 năm, chưa được 3 năm thôi nhưng mà cũng cho quả rồi. Nói chung là cũng còn nhỏ thôi. Cứ phát triển nhưng mà tôi cố để mấy cây để quả ăn. Đúng không ạ? À, có ông bạn đến thăm vườn các bạn nhé. Chào bạn nhá. Chào Diệp Thắng đang quả ông điện thoại. Thấy cái giọng giờ bỏ chó ở nhà đấy chăn lặng như chăn. Mấy chăn gà mua gà mà thả. Hả? Có thời gian đâu, bây giờ toàn đi làm YouTube đi. Còn ông bạn này vào chơi các bạn ạ. Hôm nay cũng lâu không gặp ông bạn rồi. Ông bạn cũng toàn đi công việc. Hôm nay anh em đóng cái cúc áo vào. Không, người nó hơi ấy một tí, hơi mờ mờ một tí cho nên là cứ để thích cho nó mát đi. Ăn quả vải đi bạn ạ. Ừ, mấy khi đến Lục Ngạn ăn thì ấy có vải, quê tôi có vải đâu. Chắc chiều. Cái này nhà nó bán đi. Đâu, ở nhà mà ông. À, cái này vải thơm và nó to nhỉ. Ừ. Dùng được. Hôm nay thiếu diễn viên nữa à? Cây. Diễn viên thì đi chuẩn bị làm chương trình khác rồi. Ừ. Ăn vải chưa? Ừ. Mời nó ăn vải. Ừ. Ôi giời, quả đào. Ôi, quay được mà làm một kiểu lên tí up lên Facebook luôn nhỉ. Tí nhìn YouTube thì không thấy ngày. Quốc làm gì kệ nó thôi chứ. Cô cái đây đi giặt được mấy ấy đấy. Năm nay công nhận nhà nó sai, nó cũng sai chết. Trên mấy gốc ấy đấy. Đây đây, tôi cũng trồng trên đỉnh kia rồi mà. Cái đất này nó chín ngay không? Nó chín như cái... Đất sỏi. Đất sỏi đỏ nó chín ngay. Còn cái suối này. Nay là có bạn Lâm đến chơi là nhà bạn Sơn. Giết mấy con cua đãi khách này hả? Anh em chúng tôi không có gì các bạn nha, có mỗi mấy con cua tại cua... mấy ông bạn của tôi thôi. Cái này nhớ lại cái kỷ niệm mà bố mẹ nhỉ, đến mùa nắng mùa hè này thì đi bắt cua.